Chào các bạn đến kênh Sang Cách 24 giờ. Ducati Barnacle V4 2009 nâng cấp hoàn thiện trong diện mạo full áo carbon. Ducati Barnacle V4 2009 là cái mẫu Superbike mở ra kỷ nguyên động cơ hoàn toàn mới của thương hiệu nước Ý kể từ cuối năm 2008, được đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ. Đến với cái chủ sở của một biker Bình Thái thì cái chiếc V4 được xây dựng theo một lối thiết kế đặc biệt với dàn đục dây cao cấp và bộ full áo carbon độc quyền. Barnacle V4 sở hữu cho mình ngoại hình bắt mắt và ấn tượng kể lần đầu tiên ra mắt cho đến tận hôm nay. Lợi dụng cái ưu điểm đó, chủ nhân của chiếc xe này đã thay đổi ngoạn mục cấu phụ kiện carbon thương hiệu của CB các step với thiết kế là hoành tráng từ đầu đến đuôi, tạo ra một cái dáng ngoài hoàn mỹ trên chiếc xe. Bên cạnh toàn bộ dàn áo bằng carbon đa chất thì hoàn toàn các bản thân của chiếc xe cũng được chăm chút rất nhiều những món đồ chơi hàng đỉnh, như phía sau tay lái là cái sự hiện diện cụm phanh dọc Rainbow Bridge, cụm bảo vệ tay lái đồ chơi cao cấp, bộ cụm công tắc giúp rim cản bà Ducati vân. Trong khi cái dàn chân trước là sự nâng cấp hệ thống keo hiện đại ít thấy những màn độ trước đây. Hệ thống phanh trước ở dựng cho mình loại Rainbow Nickel sáng bóng, hoạt động chiếc đĩa phanh hoàn toàn mới và bộ mâm Oset Racing siêu nhẹ. Và cái con quái vật trong clip này còn được hồi sinh hệ thống liên hợp khô hiệu của CC Racing. Nó được xem là đặc trưng của thế hệ Ducati trước đó và đã quang bóng trên thị trường rất nhiều. Việc thay đổi hệ thống liên hợp từ dạng ướt sang dạng khô giúp đạt hiệu suất động cơ tốt hơn, dễ dàng kiểm soát và bảo trì cũng tốt hơn. Ngoài ra còn có thêm âm thanh cũng rất là thú vị. Hoàn thiện thân sau của chiếc xe độ là một cái dàn ống xả tinh nhum mang một cách Motosubi với thiết kế đuôi được lấy cái phần dưới yên cái đèn hậu một bên thân xe. Sacha 110 độ nước ngày với cái dàn di động bạc chịu dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn chuyển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà cái chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong có chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe chuyển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với gói combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STB được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F110 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.